Thưa quý vị, hạng mục xây cầu ô tô số 9 trên quốc lộ 15A thuộc dự án Ngàn Trươi – Cẩm Trang đã khiến cho nhiều hộ dân tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc bị ảnh hưởng vì nhà bỗng dưng biến thành hầm. Khi mà trời mưa thì nước tràn vào gây ngập, khi mà trời nắng thì bụi bặm mù mịt. Người dân đã kiến nghị các cấp nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm thỏa đáng. Căn nhà của gia đình ông Phan Đình Ngọc giờ đây như một căn hầm, mọi lối đi bị chắn bởi quốc lộ 15A. Hết cách, gia đình buộc phải mở cửa bên hông nhà, rồi hàn các khung sắt làm cầu thang để đi lên xuống. Nhưng mọi việc không dễ dàng với người đã sắp tuổi 80. Từ khi nâng cái đường quốc lộ 15 đến bây giờ thì cuộc sống rất vất vả. Nói chung là ở trong nhà là như ở một cái thế giới biệt lập. Đặc biệt là mưa là nạt nước nó trào vào trong nhà, đất thì đổ lên 2,5 mét. Bây giờ nói chung là ông bà thì già rồi cũng rất là khó khăn. Gia đình bà Trần Thị Thanh cũng lâm cảnh bi đát kể từ khi hạng mục đường dẫn hai đầu cầu ô tô số 9 trên quốc lộ 15 được nâng cao. Nhà bỗng thấp hơn đường vài mét, mưa lớn nước tràn vào, phá hỏng nhiều hạng mục, buộc gia đình phải chuyển đi nơi khác sinh sống. Nước trên đường là chảy xuống nhà bị ngập, nên nhà tôi không bị ngập, ở nhà tôi không thể ở được dưới nữa. Nên nhà tôi phải xây một cái lán tạm, một cái lán bê rô tạm, lăn tốn tạm để ở. Giờ chúng tôi, nhà tôi không biết làm sao nữa, không thể có tiền để xây dựng thêm một cái nhà hoặc đắp đất. Được biết hạng mục cầu ô tô 9 nằm trong dự án nâng cấp kênh Linh Cảm được triển khai vào năm 2021, khiến 19 hộ dân sinh sống dọc quốc lộ 15A lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan khi nhà ở thấp hơn mặt đường từ 1 đến 2,5 mét nhưng lại không thuộc diện giải phóng mặt bằng. Vừa rồi thì huyện Can Lộc đã thành lập một tổ công tác. Chúng tôi đã tổ chức kiểm đếm, đánh giá cái mức độ ảnh hưởng của từng hộ gia đình. Và sắp tới đây sau khi kiểm đếm xong thì sẽ thống kê và báo cáo tỉnh để xin chủ trương hỗ trợ người dân đối với cái phần ảnh hưởng do cái sinh hoạt này. Không thể chờ đợi chính quyền địa phương thêm nữa, nhiều gia đình đã phải bỏ kinh phí để nâng lên, tu sửa nhà ở. Thế nhưng không ít hộ dân đã bất lực chuyển đi nơi khác.